Thưa quý vị, một người phụ nữ trẻ đã hiến trứng của mình cho cặp vợ chồng hiếm muộn. Và khi đứa trẻ ra đời, cặp vợ chồng trong câu chuyện lại muốn người phụ nữ này chăm sóc con cho họ. Liệu mong muốn này có sai lầm không nhỉ? Xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi ngay sau đây. Mẹ Liên sau phẫu thuật cần phải điều trị rất lâu dài và tốn kém. Vì vậy, cô ấy đã ngay lập tức nhận lời đề nghị của gia đình chúng tôi. Việc chăm sóc trẻ sơ sinh mà lại nuôi bộ vì không có sữa mẹ cho nên khá vất vả. Không những thế, do tôi rất yếu nên ngoài lúc chăm em bé, cô ấy còn phải dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, hầu như chẳng lúc nào ngơi tay. Từ ngày có Liên, tôi cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn hẳn. Không còn phải lo lắng, mệt mỏi về việc chăm sóc vợ con, dọn dẹp nhà cửa. Tôi có thể toàn tâm, toàn ý tập trung vào công việc cơ quan, hoàn thành các dự án được ra một cách dễ dàng. Về đến nhà, chỉ việc chơi với con, hỏi han vợ. Lại có một cô gái xinh xắn lúc nào cũng lễ phép, ngoan ngoãn chăm lo cho cả gia đình. Tôi thấy vui và hài lòng lắm. Thời gian thấm thoát trôi đi. Con trai tôi được 3 tháng, rồi 5 tháng. Bé tuy cứng cáp hơn, nhưng chồng tôi bảo cứ giữ Liên ở lại. Đằng nào thì nhà mình cũng phải thuê người. Em yếu thế nên chỉ nghỉ ngơi và chơi với con thôi. Mọi việc cứ để người giúp việc lo. Còn kinh tế, anh sẽ chịu trách nhiệm. Em yên tâm nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Đó là suy nghĩ thật lòng của tôi. Song điều mà tôi không nói ra, đó là dần dần tôi đã quen với sự có mặt của Liên trong nhà mình. Bóng dáng tảo tần, sự trẻ trung duyên dáng, sức sống hừng hực của cô gái trẻ khiến cuộc sống của tôi như có thêm luồng sinh khí mới. Tôi thấy yêu hơn ngôi nhà của mình. Con cái là sợi dây kết nối giữa hai vợ chồng. Điều này là chắc chắn. Khi có con, hạnh phúc và tình cảm của vợ chồng trở nên gắn bó chặt chẽ hơn. Bởi cả hai đều có chung tình yêu thương, sự chăm lo, quan tâm, dành những gì tốt đẹp nhất cho thành viên bé bỏng của mình. Có điều lần này, hình như không chỉ có vợ chồng tôi, Liên cũng càng ngày càng quan tâm tới cậu con trai của chúng tôi. Có lần vợ tôi đã nói với tôi về việc cô ấy băn khoăn. Cô ấy cảm nhận Liên có hơi thái quá và lạm dụng việc chăm sóc em bé để tự quyết việc cho ăn, cho con chơi, không theo yêu cầu của vợ tôi. Đôi khi còn làm ngược lại những điều vợ tôi dặn. Cô ấy lấy cớ là làm như vợ tôi sẽ không tốt cho em bé. Chẳng hiểu sao, chồng tôi luôn xuề xòa mỗi khi tôi kể với anh những điều không hay của Liên. Những thay đổi đó ngày càng nhiều lên. Thậm chí nhiều lúc tôi cảm thấy Liên khó chịu ra mặt khi tôi gần gũi, bế ẵm con trai. Điều gì đó đang xảy ra mà tôi không thể gọi thành tên chăng? Anh chấm dứt hợp đồng với cô Liên ngay đi. Vợ tôi đã nói chuyện với tôi và cương quyết đưa ra đề nghị ấy. Cô ấy đã có đầy đủ những bằng chứng. Liên đang tìm cách chia rẽ vợ chồng tôi và kiểm soát con trai tôi bằng cách hạn chế đến mức ít nhất thời gian cho con ở cạnh vợ tôi. Tôi tình cờ dọn phòng và đọc được nhật ký của chồng tôi. Thói quen viết nhật ký trước đây khi chúng tôi yêu nhau. Nhưng kể từ khi con trai lớn của chúng tôi mất thì anh không còn duy trì nữa. Dạo gần đây tôi thấy anh hay viết trở lại. Nó cũng không phải là bí mật gì nên tôi vô tình đã mở ra. Mắt tôi hoa đi và dần tối sẫm lại. Đó là những lời tự thú của tôi với chính mình. Người đàn ông ngoài 50 bỗng dưng hồi xuân với những cảm xúc, sự hồi hộp, mong nhớ của một trái tim 19 đôi mươi. Nhưng khác là cô gái khiến tôi mong nhớ hồi hộp không phải là người vợ mà tôi từng yêu thương say đắm. Tình cảm, sự rung động, hay là những giây phút mà anh gọi là sao lòng đang càng lúc càng dày thêm trong từng trang nhật ký. Anh viết rằng anh rung động vì tuổi trẻ, sự duyên dáng, ngoan ngoãn, lễ phép của Liên.
rằng cô ấy giống tôi ngày xưa, rằng anh thương cô ấy vì hoàn cảnh khó khăn mà rất hiếu thảo. Và đau đớn hơn cả, chồng tôi còn đưa ra thêm một lý do nữa. Vì cô ta là mẹ ruột cùng huyết thống với con trai của chúng tôi. Trong câu chuyện khá gay gắt giữa vợ chồng tôi, vợ tôi không buộc cho tôi tội ngoại tình, nhưng cô ấy khẳng định tất cả những biểu hiện ấy chứng tỏ tôi đang quan tâm, hướng tình cảm không bình thường của mình đến một đối tượng không thể nào chấp nhận được. Nếu tôi không dừng lại, không có giải pháp cứu vãn kịp thời, thì chắc chắn tôi, chứ không phải ai khác, sẽ hủy hoại vợ mình, hủy hoại gia đình, hủy hoại ngay cả đứa con chưa tròn tuổi. Tôi đã suy nghĩ lung lắm sau khi đọc xong nhật ký của chồng. Tôi nên làm gì đây? Tuổi trẻ, nhan sắc, sức khỏe, tất tần tật tôi đều không thể so sánh với cô gái kia. Đằng thẳng ra mà nói, đứa con, điều mà tôi luôn tâm niệm là sợi dây gắn kết tạo nên niềm hạnh phúc trọn vẹn của gia đình, mà tôi bất chấp cả mạng sống để mang thai và sinh ra cũng không phải là huyết thống của tôi. Những điều đó sẽ không nghĩa lý gì nếu trái tim và tình cảm của chồng tôi không thay đổi. Còn đằng này, con trai đã cứng cáp, chồng tôi vẫn cười vui mỗi khi về nhà. Không biết anh ấy đã biết chuyện tôi đọc được nhật ký hay chưa, rõ được tâm tư, tình cảm đổi thay của anh ấy hay chưa. Nhưng đã một tuần trôi qua từ khi tôi nói chuyện với anh mà anh vẫn không hề có một động thái nào khác. Tôi không thể sống mãi trong cảm giác và ám ảnh mình là một người thừa. Hôm đó, con trai tôi tròn một tuổi. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Hơn 30 năm gắn bó, chia sẻ, ngọt bùi. Cả tuổi trẻ, thanh xuân, những ước mơ hoài bão, sự thất bại, thành công, cả những đau đớn, mất mát, rồi hạnh phúc, niềm vui. Chúng tôi đều đã đồng hành. Thế mà tôi đã làm tổn thương người vợ đầu gối tay ấp, từng chăm lo, hy sinh rất nhiều cho tôi và gia đình. Đến giờ phút này, tôi nghĩ mình không thể chần chừ thêm một phút nào nữa. Lấy cớ con trai đã lớn, người nhận giúp chăm mẹ Liên trong bệnh viện có việc nên không tiếp tục để thông báo mời Liên chuyển đi. Không biết anh có nói thêm chuyện gì với Liên hay không, nhưng tôi thấy Liên chào tôi, đôi mắt sưng húp. Anh cho em gửi lời xin lỗi chị. Em đã tham lam, từng muốn có nhiều hơn những gì mình nhận được. Em đã quên không có anh chị thì mẹ con em không được như hôm nay. Em thật sự rất thương thằng bé. Nếu có thể, anh cho em thi thoảng đến thăm con. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Quãng thời gian đó, chồng tôi ăn năn lắm. Anh cảm thấy ái ngại và ân hận vô cùng. Tôi chưa có hành động gì vượt quá giới hạn hay phản bội vợ tôi. Những giây phút sao lòng của tôi là đáng trách, vô tình đã làm tổn thương người vợ tào khang. Không thể để bất cứ cơ hội nào khiến người phụ nữ trẻ kia còn tơ vương đến đứa nhỏ mà có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Tôi quyết định chúng tôi sẽ bán nhà, còn tôi sẽ nhận công tác tại một thành phố khác, cắt đứt hoàn toàn mọi thông tin, liên lạc và cơ hội gặp lại con tôi của Liên. Anh Thăng, anh thấy sao sau khi theo dõi câu chuyện vừa rồi? Không biết người vợ trong câu chuyện có hoàn toàn tha thứ cho người chồng không? Cũng trách người cha. Nhưng thật ra tôi thấy lỗi lầm của ông ấy có thể cảm thông và tha thứ được. Chắc chị Hòa đang muốn nói sự thay đổi của người đàn ông mới chỉ ở mức là phút sao lòng. Và quan trọng hơn là ông ấy đã nhận ra và quyết tâm thay đổi, giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Nhiều người đàn ông thường hay đơn giản mọi chuyện, nhưng họ nên biết rằng tổn thương về tinh thần, tình cảm, sự mất niềm tin mới chính là điều khiến phụ nữ đau đớn và khó tha thứ nhất. Chỉ mong rằng người vợ trong câu chuyện kia sẽ sớm tha thứ, và tôi tin chị ấy sẽ làm được điều ấy. Vâng, mong là được như vậy.
Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong chuyên mục này tuần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.